cõi nhân loại này là khổ. Thì ai là người khổ? Có những cái người mà người ta bị tàn tật tàn phế, đang bị đau về cái thân thể già bệnh chết, cái tâm sầu bi khổ ưu não, mong cầu không được là khổ, oán trái mà phải sống với nhau là khổ, thương yêu mà phải xa cách nhau là khổ, thân này luôn luôn có cái sự bất an, tâm có cái sự bất an là khổ, chấp thân nam muộn khổ, thì đương nhiên là khổ rồi. Vậy những người sống lâu là người ta an vui hay người ta khổ? Sống lâu cũng khổ, sống ngày nào khổ ngày đấy, càng sống lâu càng khổ nhiều. Cái người mà người ta có sức khỏe thì người ta sướng hay khổ? Cái người có mạnh khỏe cũng khổ, vì cái thân này tuy nó mạnh khỏe đấy, nhưng mà nó vẫn tiềm ẩn đầy những cái nỗi bất an, cái sự đói khát nóng nảy, những cái sự xúc chạm đối với những cái không khả ái, thì nó vẫn đầy dẫy những cái nỗi khổ. Cái người có nhiều tài sản với người ít tài sản đều khổ. Người không có tài sản đang mong cầu tài sản, người ta cũng khổ. Cái người thừa thãi tài sản đang phải canh giữ tài sản cũng rất là khổ, họ chẳng có ai là sung sướng hết. Cái người đẹp với người xấu thì sao? Người xấu cũng khổ vì tự cảm thấy mình xấu xí buồn. Cái người đẹp cũng khổ vì luôn luôn kiêu mạn nghĩ là mình đẹp hơn người khác. Cái người ngu với người trí cũng khổ như nhau. Người ngu thì khổ vì không có hiểu biết gì. Cái người thông minh một chút cũng khổ, cái tâm lúc nào cũng phải phân tích suy luận so sánh hơn thua cũng khổ. Vậy thì cõi nhân loại này mình trông như thế thì ai cũng khổ, nhưng mà có những người người ta đang an vui, có những người người ta là tôi đang rất là hoan hỷ, tôi đang rất là an lạc, thì trong cái hoan hỷ nó cũng khổ, trong cái an lạc nó cũng khổ. Với một cái pháp chân đế mà nhìn thì cái gì nó cũng khổ. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái lúc này, nhìn thấy cái người kia người ta đang vui vẻ, đang hấn hở, đang tươi cười, đang thích thú, nhưng người ta đang vui trên cái khổ, người ta đang hưởng cái dục lạc trên cái khổ, người ta đang thích thú trên cái khổ. Bởi vì sao? Bởi vì là cái cảm thọ vui đấy nó cũng thoáng qua, nó sinh lên, nó diệt đi, và nó không có thể trú mãi trong cái hỷ đấy được. Cái hỷ đấy không phải không hề có cái sự an vui ở trong đấy, mà nó là đang cái hỷ là cái niềm vui tạm bợ đấy thôi, nhưng mà nó đang vui trên cái khổ chứ không phải là vui thật. Vui trong cái hưởng thụ dục là cũng là vui mà khổ, chứ không phải cái vui đấy mà là vui thật. Cái vui nó chỉ là tương đối. Thế thì cõi người này sẽ không tìm thấy cái vui ở đâu, không tìm thấy cái hạnh phúc thật. Đấy là bằng cái trí tuệ, bằng cái sự thật tuyệt đối. Khi mà bằng cái trí tuệ tuyệt đối, sự thật tuyệt đối, sẽ không tìm thấy cái hạnh phúc, cái an vui thật sự ở cái cõi người.